Đạo luật trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực tại Liên minh châu Âu. Những sản phẩm văn bản, tranh, ảnh, video và tác phẩm nghệ thuật nói chung có được nhờ trí tuệ nhân tạo và người đang sống tại Liên minh châu Âu có thể tiếp cận phải được dán nhãn thông báo rõ ràng ngay từ đầu và trong toàn bộ sản phẩm để tránh hiểu lầm. Luật cấm ngặt các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để thao túng quyết định của người dùng hoặc phân loại con người dựa trên hành vi. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tối đa 7% doanh số toàn cầu tùy theo mức độ vi phạm và quy mô doanh nghiệp. Luật trí tuệ nhân tạo đã được thiết kế nhằm duy trì không gian sáng tạo và cạnh tranh, đồng thời vẫn hạn chế hậu quả tiêu cực của một công nghệ mới. Các tác phẩm có được nhờ trí tuệ nhân tạo trợ giúp cũng bắt buộc phải tôn trọng các luật hiện hành bảo vệ nhân phẩm con người và bản quyền sáng tác. Ủy ban châu Âu sẽ sớm thành lập cơ quan trí tuệ nhân tạo châu Âu có nhiệm vụ hỗ trợ áp dụng đạo luật và phối hợp điều tra vi phạm. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Ủy ban châu Âu.